chú bí ẩn sẽ mang đến điều thú vị gì cho quý vị khán giả? Dạ mọi người ơi, ngày hôm nay mình đến đây với chương trình đối thủ bí ẩn. Có MC Minh Sù, chị Sam dễ thương quá, và ba tụi em là đôi chơi cũng đẹp trai duyên dáng. Ha vô cùng tới chương ba khách mời và sắc thái đối lập. Điều có làm các đối thủ bí ẩn bối rối? Thở thế nó cũng đã thắng rồi. Thế đấu bằng võ mồm, chắc gì anh thắng được em. Wow. Sự tự tin hay sức mạnh sẽ mang đến chiến thắng? Mạnh mẽ lên em, đúng rồi. Anh chưa? Thắng rồi, thắng rồi. Hãy xem tập 5 của đối thủ bí ẩn, phát sóng vào lúc 20h20 phút thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023 trên kênh HTV7.